Thôi dự quay ra quay mặt coi. Đâu mà Vi đâu? Vi bị mất cổ rồi. Vi bị mất cổ. Vi. Coi coi. Trời ơi, nó càng trâu nó càng ơi, quay về nữa lại như tắm này coi đẹp vậy. Nó mới chỉ rồi nó biết cái nói đây nghe. Cười. Bi hay mắc cỡ gì nhất nè? Dạ, anh chị đang đưa rước vô sân bay Tân Sơn Nhất rồi đó. Sân bay quá đẹp ha. Ra quốc tế qua phải hả? Ồ, taxi ở đây. Cái bãi của nó, bãi taxi. Ồ, bãi của nó. Bãi Mê Linh. Rồi, có xe lớn. Có cái ra quốc tế, nó cho vô phải hả? Phải vô. Bi nè, Bi ngồi trước. Anh em quá ha, xe buýt nè. Ra đi bộ, đi phát trường. Ra đến rồi đây, ra đi rồi. Ừ đó, giống bên Mỹ nè. Đi phát trường nè, khởi hành nè. Đây là cảng Tân Sơn Nhất. Sinh nhật là 8 nè. Em 5 hả? Lên. Vô. Em 15 hả? Vô ra cảng Tân Sơn Nhất quá đẹp. Mình á, dường như là tôi số 9 hả? F9 hả? Giá nhiều hả? Tân Sơn Nhất. Mình tới 7 triệu hả? Cái đó được hả? Đè giá. Không được quá 3 phút.